Dị nhân nửa người nửa cáo đầy mê hoặc ở Pakistan gợi sự tò mò, khiến du khách nhất định phải tới để chứng kiến một lần trong đời. Nằm kế bên khu chuồng voi Hyonai trong vườn thú Karachi, Pakistan và ẩn sau tấm rèm là một chiếc lều được trang trí công phu. Có một tạo vật mà bạn không thể tìm được ở nơi hoang dã nào cả. Đó là Mutas Begum, một sinh vật ảo tưởng với thân hình nửa người nửa cáo. Người cáo cũng chính là nhân vật hút khách hàng đầu của sở thú này trong suốt nhiều năm qua. Từ phong thái ung dung của Mutas đến chiếc giường được thiết kế đặc biệt, người cáo luôn thu hút du khách vào mỗi dịp họ đến sở thú bằng tài dí dỏm và sự từng trải của mình. Trong mỗi cuộc trò chuyện, Mutas không chỉ thể hiện bản lĩnh của một người từng trải mà còn nổi tiếng với tài xem bói. Đối với những người già, Mutas giúp họ gợi nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Thực chất, Ali, 33 tuổi, là người đàn ông hóa thân vào vai Mutas. Ali sẽ trang điểm phần đầu của mình như phụ nữ, giả làm một nửa thân cáo dưới và hóa thân thành nhân vật này trong suốt 12 tiếng một ngày. Đây là công việc mà anh được thừa hưởng từ người cha của mình khi ông qua đời cách đây 16 năm. Muhammad Fahim Khan, giám đốc vườn thú chia sẻ, Mutas trở thành vật triển lãm sau khi một số người trong rạp xiếc đề nghị lập điểm tham quan này vào cách đây 40 năm. Theo ông Khan, những người được chọn làm Mutas đều thông minh, đặc biệt là biết nói nhiều tiếng địa phương và cách phản ứng nhanh nhạy của họ. Nếu có cơ hội được đến Pakistan, bạn có muốn gặp gỡ người cáo này một lần hay không? Chia sẻ cùng tin nhanh 24 giờ online nhé!